Rồi chào anh em nha, hôm nay mình về tiếp vụ nước bằng thau nguyên khối cho trùng hương nha. Loại răng 21 nha anh em. Thau nguyên khối nha. Đầu đít gì cũng bằng thau hết nha. Đây bằng thau nguyên khối, cái này nguyên bịch nha, một bịch là 10 cái. Anh em quan tâm thì alo nha, mình ship toàn quốc. Rồi đây mình chuẩn bị trả đơn cho anh em luôn, mình quay cho anh em xem nha. Đây một bộ một bịch như vậy là 10 cái nha anh em. Bằng thau nguyên khối. Cái đít dặn này cũng bằng thau. Anh em mua ống cứng Bình Minh răng trong 21 nha. Mình quấn keo non với mình dặn cái này vô là xong. Đi ống của Bình Minh thì hơi cực nhưng mà anh em xài rất là bền, xài thời gian nha. Đây, loại ống nước bằng thau răng 21 cho trồng hương. Xài bền nha anh em, không xét nha anh em, đồng thau là không xét rồi. Rồi anh em quan tâm thì lâu nha, mình ship toàn quốc. Về lâu này được mấy trăm cái. Anh em chốt lệ nha, để chuẩn bị mình giao cho khách hết ạ. Rồi chào anh em.